Xin chào tất cả các anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của Phượng DT. Trong video ngày hôm nay, Phượng sẽ phân tích chi tiết mặt bằng của siêu phẩm đó là The Landmark Eco Park. Vậy các anh chị hãy cùng em theo dõi video nhé. Như em đã chia sẻ ở các video trước, The Landmark được thiết kế bởi tập đoàn thiết kế huyền thoại thế giới đó là Nikken Sekkei. Và cái Landmark này sẽ được thiết kế theo dạng hình như hình trong chóng, đó là cái hình chữ Y dài. Thiết kế này thì tối đa được các căn hộ view hồ, đó là lên đến 75% các căn hộ có thể view hồ. Và với cái kiến trúc layout giật tầng như vậy nên là The Landmark đã có rất là nhiều những cái khoảng tầng khác nhau, tức là chia ra các khoảng tầng với cái kiến trúc giật tầng khác nhau. Do vậy là sẽ có nhiều cái loại hình mặt bằng và các số lượng căn hộ trên mỗi mặt bằng này sẽ khoảng là từ 14 đến 18 căn trên một tầng. Thì trong cái khuôn khổ video này thì em sẽ phân tích chi tiết một mặt bằng đó là 18 căn hộ để các anh chị có cái nhìn chi tiết nhất nhé. Như các anh chị có thể quan sát ở trên hình là thấy đây là một cái mặt bằng điển hình có 18 căn hộ trên một tầng và có đầy đủ các dạng loại hình căn hộ, đó là studio, một phòng ngủ, hai phòng ngủ và ba phòng ngủ. Và cái mặt bằng này thì có một cái điển hình điểm nhấn rất là lớn, đó chính là 75% các căn hộ đều có thể view hồ. Thứ hai nữa là với cái sảnh thang máy thiết kế rất là rộng lên tới 40m², nó đã lớn gấp đôi so với các tiêu chuẩn cơ bản của cái khách sạn 5 sao rồi. Và tổng cộng là sẽ có 7 thang máy và 1 thang hàng. Đó chính là một cái ưu điểm rất là lớn của dự án và cũng không có bất kỳ một căn hộ nào phải gần nhà rác cả. Đây, em sẽ phân tích chi tiết hơn về từng cái loại hình căn hộ nhé. Thứ nhất là cái căn hộ VIP nhất và đẹp nhất của cái dự án này, đó chính là các căn hộ 3 phòng ngủ mà ở đầu hồi cận hồ, đó chính là căn số 9 và số 10 với diện tích thông thủy là từ 85 đến căn hộ 3 phòng ngủ với diện tích thông thủy là từ 85 đến 122m. Thì cái căn số 9 và số 10 này thì diện tích đều là trên 100m và hơn 110 và 122m. Thì nó là cái căn là VIP nhất vì nó gần hồ Thiên Nga nhất và có cái tầm view panorama. Thì hai cái căn này thì cũng đã được khách hàng rất là quan tâm săn lùng và đặt chỗ trước rất là nhiều rồi. Tiếp theo nữa đến cái đẹp thứ hai của căn hộ 3 phòng ngủ, đó là căn số 05A và 15A. Hai căn hộ này thì nó cái tầm view vẫn view được hồ rất là đẹp với diện tích là hơn 90m². Thứ hai nữa là cái tầm view cũng khá là rộng, tuy nhiên thì nó sẽ bị xa hơn cái căn số 9 và số 10 một chút. Do vậy là giá nó sẽ mềm hơn một chút và nó sẽ không được đẹp trực diện bằng cái căn số 9 và số 10. Tiếp theo thì sẽ là căn số 3 và số 15, cũng là căn hộ 3 phòng ngủ và với diện tích là hơn 80m². Nhưng hai căn hộ này thì có ưu điểm rất là lớn là giá chắc chắn là sẽ rẻ hơn những cái căn hộ 3 phòng ngủ ở phía trước kia, vì cái hai căn này là sẽ view ở mặt sau thì là hướng của nó cũng sẽ không được đẹp bằng hai căn hộ kia. Do vậy là nó sẽ có cái giá tốt hơn rất là nhiều. Thì tất cả những cái căn hộ 3 phòng ngủ thì đều được trang bị cái hệ thống phòng xông hơi hồng ngoại, phòng detox và phòng và bể tắm khoáng nóng tại căn hộ. Thì đây chính là cái điều đặc biệt nhất của dự án, bởi vì đây là cái dự án mà lần đầu tiên có cái hệ thống trị liệu sức khỏe đưa vào tận căn hộ như vậy. Thì thực tế là các cái căn 3 phòng ngủ là các khách hàng nếu mà có tài chính tốt thì sẽ lựa chọn căn số 9 và số 10 đầu tiên. Tiếp theo đấy thì sẽ đến là căn 15A, căn 05A và sau là căn 15 và căn 03. Thì nó sẽ tùy thuộc vào cái mức tài chính của mình để mình cân nhắc lựa chọn ạ. Tiếp theo là đến cái căn hộ 2 phòng ngủ thì sẽ có diện tích thông thủy là từ 60 đến khoảng 72m². Thì nó sẽ có 8 căn hộ 2 phòng ngủ ở một sàn. Thì đó là các căn số 11, 12, 12A, 16, số 2, số 6 và số 08. Thì đẹp nhất theo em phân tích thì nó sẽ là ở phía cái mặt hướng đông nam. Đó chính là những cái căn hộ ở số 11 này, số 12 và số 12A. Thì đây là ba cái căn hộ hai phòng ngủ mà được các khách hàng lựa chọn đầu tiên nhất, bởi vì là về hướng cũng đẹp và cái tầm view cũng rất là đẹp. Tiếp theo thì sẽ đến căn hộ số 08 và 05 cũng đẹp. Tuy nhiên là nó cũng thực ra là hướng thì theo quan điểm mọi người ở Việt Nam mình thì sẽ hay nghĩ là hướng đông và đông nam là mát, thì đúng là cái đấy thì là cũng rất là đúng. Tuy nhiên thì cũng có những khách hàng là sẽ cần chọn là theo cái mệnh của mình nữa, thì các anh chị cũng cân nhắc lựa chọn theo thứ nhất là về cái hướng, thứ hai là về cái mức tài chính. Tất nhiên là những cái căn hộ hướng đẹp, hướng mát thì sẽ lúc nào có giá nó cũng sẽ cao hơn. Đó thì là căn hộ 2 phòng ngủ mà có giá hợp lý nhất thì đó chính là căn số 02 và căn số 16. Hai căn này thì là view ở mặt sau hướng là Tây Nam. Tuy nhiên thì nó có sẽ thông thường những cái mặt sau như thế này thì sẽ có giá thấp hơn ở những cái mặt đẹp đằng trước nó khoảng đến 20% theo kinh nghiệm của em dự đoán từ những dự án trước. Thì đây cũng là ưu điểm rất là lớn của hai căn hộ này.
thì các anh chị cũng có thể cân nhắc, bởi vì là nó vẫn được tận dụng đầy đủ hết tất cả những cái tiện ích cao cấp của dự án. Và căn hộ, đặc biệt là căn hộ 2 phòng ngủ của dự án này thì đều được trang bị cái phòng xông hơi hồng ngoại, hay gọi là phòng detox đấy ạ. Tiếp theo là đến căn hộ 1 phòng ngủ thì tùy mặt bằng tầng, thì với cái mặt bằng này thì cái căn hộ 1 phòng ngủ đó chính là được tách từ căn số 11, thì chia ra làm căn số 11A và 11B, tức là chỉ có duy nhất 2 căn hộ 1 phòng ngủ ở 1 tầng thôi, với diện tích là khoảng 35m2. Thì những cái căn hộ 2 phòng ngủ, 1 phòng ngủ này thì có hướng rất là đẹp. Thứ hai nữa là nó có tính thanh khoản cao nên là mọi người cũng rất là dễ để lựa chọn, bởi vì giá trị của nó cũng vừa phải. Đó. Và tiếp theo cuối cùng đó là căn hộ studio. Thì cái căn hộ này thì trong bất kỳ một dự án nào thì studio cũng là cái căn hộ mà bán chạy nhất và nhanh nhất, bởi vì tính thanh khoản nó cao. Thứ hai nữa là với cái giá trị mình đầu tư nó cũng sẽ ít hơn. Tuy nhiên thì căn hộ 1 phòng ngủ và studio có một nhược điểm, đó là sẽ không có được trang bị cái hệ thống phòng xông hơi hồng ngoại hay là bể khoáng nóng ở tại từng căn hộ của mình. Thì nhưng mà vẫn được sử dụng tất cả các tiện ích cao cấp, tiện ích chung ở dưới chân tòa nhà nữa. Thì đây cũng là một cái lợi thế của các căn hộ này. Thứ hai nữa là có một ưu điểm của cái căn hộ này, đó là 1 phòng ngủ studio thì sẽ được là lựa chọn rất là nhiều để làm cái dịch vụ homestay, bởi vì ở Eco Park thì cái dịch vụ homestay rất là phát triển. Vì nếu như không dịch bệnh ấy, thì thông thường là cuối tuần hoặc là những ngày dịp lễ nghỉ Tết, hoặc là những khách hàng nước ngoài họ sẽ đến thuê để ở đây rất là nhiều. Do vậy là cái dịch vụ homestay ở Eco Park rất là phát triển. Do đó là căn hộ 1 phòng ngủ và studio sẽ được sử dụng để làm cái homestay cũng khá là nhiều. Thì đây cũng là một cái gợi ý, một cái hướng đầu tư để các anh chị mới có mức tài chính vừa phải thì mình cũng có thể lựa chọn theo cái hướng như vậy ạ. Hiện nay thì thực tế là tình hình của thị trường cũng đã bị ảnh hưởng của dịch bệnh rất là nhiều. Tuy nhiên thì Landmark vẫn hot và vẫn giữ được cái vị thế của riêng nó, bởi vì tính chất của Landmark đó là dự án bất động sản cao cấp trị liệu sức khỏe. Thứ hai nữa là với cái số lượng sản phẩm rất là có hạn và là dòng sản phẩm đầu tiên ra mắt ở Việt Nam. Như vậy nên là tất cả đều tạo nên một cái yếu tố, một cái sức hút rất là lớn của dự án. Thì đến hiện nay thì bên em cũng đã nhận được đặt cọc của rất là nhiều các anh chị đã đặt cọc trước cho, đặc biệt là cho những cái căn hộ hot như là studio 2 phòng ngủ hay là 3 phòng ngủ với vị trí đầu hồ ở gần hồ nhất. Thì tất cả những cái căn hộ đó đến lúc mở bán chính thức thì sẽ rất khó là mua nếu như là mình không đặt trước. Do vậy là các anh chị nếu đã quan tâm và cần tìm hiểu thông tin chi tiết hơn nữa thì hãy nhanh liên hệ với em để em tư vấn chi tiết cụ thể cho làm sao phù hợp nhất với nhu cầu của mình các anh chị nhé. Xin cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi video, và hẹn gặp lại các anh chị ở những video tiếp theo.